Đây là cái xe bánh mì của mẹ Hiếu Trung, bán tại hẻm 1041 gần cầu Hiêm Lam các bạn. Thì chị có một cái xe bánh mì bán giấc chiều từ 3 giờ chiều, chị bán cho đến hết bánh mì vậy thôi. Ngày chị bán nhiêu ổ chị? 100 ổ em ơi. Ngày chị bán khoảng 100 ổ nha. Thì khoảng 3 giờ chiều rồi chị bán thì bánh mì phá lấu nha bạn. Ở gần cầu Hiêm Lam, cái hẻm mà bánh tráng Cát Thi á bạn. Thường vô cái bánh tráng Cát Thi á, cái gần cầu Hiêm Lam, phía gần cầu Hiêm Lam á, có một cái xe bánh mì nhỏ của chị, là chị sẽ bán từ 3 giờ chiều. Thì xe này thì của mẹ Hiếu Trung. Chị tên gì chị? Chị tên Bích Loan. Chị Loan, xe bánh mì của chị Loan ha. Mẹ của Hiếu Trung chống rõ các bạn. Thì chị bán hàng ngày cái xe bánh mì của chị ở gần cầu Hiêm Lam, cái đường hẻm 1041 nha các bạn. Ở đây chị sẽ bán bánh mì phá lấu. Dạ, yeah, chị cũng ở gần đây hả chị? Chị ở gần đây em. Dạ, yeah, cũng ở hẻm này luôn hả chị? Hẻm này luôn. À. Thì khoảng mấy giờ chị bán hết bánh mì chị dẹp chị? Khoảng mấy giờ? 8 giờ hết rồi em. À, vậy là chờ khoảng 3 giờ chiều đến 8 giờ tối hả bạn? Nếu có ai ăn bánh mì phá lấu thì có thể ghé ngang ủng hộ chị. Chị thì có cái xe bánh mì nhỏ ở là đường. Thì ai có ăn bánh mì phá lấu thì có thể ghé để ủng hộ chị. Thì chị bán hàng ngày, nói chung cũng là để trang trải cuộc sống gia đình, thì cũng nuôi Hiếu Trung ăn học. Thì anh em có ghi ngang muốn ăn mì qua ủng hộ cho chị một hai ổ, thì chị có trang trải cuộc sống hàng ngày. Ủa Hiếu Trung đâu rồi chị? Trong đi học rồi em. Dạ, học mấy giờ mấy giờ? 8 giờ đi. Giờ chưa về nữa. Rồi Hiếu Trung có ra phụ chị không? Hiếu Trung bệnh học. Bệnh hả? Bệnh học. Mì đi em, mì phá lấu ngon quá nè. Cho ủng hộ đi. Thì hôm nay tại Hiếu Trung bệnh cho nên không ra phụ mẹ. Thì bánh mì của chị bán thì muốn ăn nhiêu cũng được, từ 15, 20, 25, 30 một ổ. Thì muốn ăn như thế nào à? Hôm nay thì Hiếu Trung bệnh nên không có ra phụ mẹ, chứ hàng ngày thì Hiếu Trung vẫn có ra phụ mẹ bán. Thì Hiếu Trung đi học về thì Hiếu Trung sẽ ra phụ mẹ bán hàng cái lọ bánh mì của chị. Rồi để cô gắt và đợi lại. Khi mà có khách mua thì chị sẽ hâm nóng lại, làm nóng lại đó. Nổi lửa lên em ơi. Nổi lửa lên em ơi. Ai mà có muốn ăn bánh mì phá lấu á, thì ở gần quận 7 á, thì có thể ghé ngang hẻm 1041 gần cầu Hiêm Lam á, ghé ngang ủng hộ chị nha. Xe bánh mì của chị cũng nhỏ, thì nói chung là cũng bán để trang trải cuộc sống gia đình, giúp cho Hiếu Trung, cũng đi học, vừa học rồi ban đêm thì cũng đi làm. Nhà thì đơn chiếc, chỉ có hai mẹ con, thì anh em rồi có ủng hộ ăn bánh mì thì ghé ngang chị thì ủng hộ nha. Mì
chị. Khổ nhiêu tiền chị? 20-15. À, khổ thì 15.000 nha các bạn. Cái này cũng ớt luôn hay không? Còn. Dạo này tới Hiếu Trung có đi diễn không chị? Có em. Dạ. À. Từng thường Hiếu Trung diễn mấy ngày chị? Từng 3 ngày. Dạ. Nói chung là có show rồi Hiếu Trung sẽ đi phải không chị? Đi. Dạo này cũng vô mùa thi á nên Hiếu Trung cũng bận. Vừa học rồi tới phải đi diễn. Còn mẹ thì ở nhà chiều bán xe bánh mì để trang trải cuộc sống gia đình. Rồi cảm ơn con. Trước thì chị cũng có bán hủ tiếu, nói chung chị cũng bán nhiều nghề lắm mà. Đợt này thì chị bán mì phá lấu ở gần cầu Hiêm Lam các bạn. Nếu là nếu mà bên phía quận 7 và quận 8 cầu Hiêm Lam á thì mình đừng có lên cầu, mình chạy bên hông cầu quẹo cái phải khoảng chừng 100m sẽ thấy cái xe bánh mì của chị. Thì chị bán hàng ngày từ 3 giờ chiều đến khoảng 8-9 giờ tối. Ngày nào nếu mà hết bánh mì sớm thì chị sẽ nghỉ sớm. Thì anh em ăn bánh mì ủng qua ủng hộ chị nha. Để hai mẹ con cũng đơn chiếc thì cũng bán để trang trải cuộc sống gia đình. Còn Hiếu Trung cũng vật lộn là đi học xong rồi buổi tối thì có cũng đi diễn, cũng hai mẹ con hỗ trợ lẫn nhau. Thì anh em mình có ủng hộ ăn bánh mì thì giúp đỡ cho chị mà 1-2 ổ bánh mì. Dạo này dịch Covid nó cũng giảm chị, sao chị đeo khẩu trang hoài chị? Chị sợ nhan sắc chị cũng cũng đẹp mà. Sợ tại kim tốn. Kim tốn nha. Chứ không thôi gửi em kiếm ông nào hợp em gả chị luôn. Trời ơi cái đó chị mê lắm luôn á em. Chị rất là mê nha chị, mà mê đàn ông. Mê trai hay là mê đàn ông? Chết luôn à. Đừng mê em mà được rồi. Chị không mê em đâu. Ờ, mê em mà chị tới số. Chị sống không nổi gì đâu. Chị chị rất là vô tính hả bà. Nếu mà chị vô tính á, giỡn cho nếu mà chịu giỡn chị giỡn 3 giờ sáng chị cũng giỡn nữa. Ai có sức lại đây giỡn với chị. Đặc biệt là chị rất là mê trai nha. Đàn ông giá rồi đó thì ghé mua rồi chỉ giá lại cho lành luôn. Chỉ giá cho lành luôn. Ổ 15.000 các bạn. Chào tay. Cảm ơn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip ngon ngà đến của mình nha. Nếu mà thấy kênh hay thì xin một cái like và bấm nút theo dõi để ủng hộ kênh. Thì cũng như là ai mà có ủng hộ mẹ Hiếu Trung thì có thể ghé cái xe bánh mì để ủng hộ chị cho chị. Hẻm 1041 á, gần cầu Hiêm Lam nha các bạn. Thì ghé có thể ủng hộ chị từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thì chị bán hàng ngày ở đây.
thì cho anh em ủng hộ giúp để giống như cái gì của cái trang trải cuộc sống gia đình của chị. Mẹ con cũng đơn chiếc, hiếu chung thì dạo này đi học, học xong thì cũng đi diễn, rồi bữa nào rảnh thì hiếu chung sẽ ra phụ mẹ bán tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem like nha, xem video nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những clip sau. Chào tạm biệt các bạn. Đây có hai khách đến ủng hộ xe bánh mì của chị nữa nha. Đó, hai khách hot girl luôn nha bạn. Hot girl. Em ơi, em có bạn trai chưa em? Em ơi. Em ơi, em có bạn trai chưa? Rồi, cô ấy đi luôn rồi. Xém nữa là cua được một cô em xinh rồi. Chắc thấy mình xấu quá nên em ấy bỏ đi à. Dễ sợ. Tính gã bả kiếm ông nào gã mà kiểu này rồi gã kiểu nào. Kiếm mấy ông giá rồi để cho bà làm lành lại. Ôi trời, lành luôn rồi. Bà ổng lấy được rồi. Em để nó kiên cái cấu chị Trang ơi. Các bạn Hiếu Trung đi học về các bạn ơi. Hiếu Trung, chào Hiếu Trung. Sớm dậy con đi đâu Hiếu Trung? Hiếu Trung đi học mới về các bạn. Thì Hiếu Trung học về rồi có ghé ngang mẹ luôn để phụ mẹ bán rồi ha. Quay lại chú Trung chào các bạn giả vậy chú. Ủa con đi học từ mấy giờ chú Trung? Học 8 giờ cho tới 3 giờ 15. Dạ. À, mà con lại con học môn ngoại khóa. Học piano. Thì mỗi ngày Hiếu Trung đi học về có ra phụ mẹ không em? Dạ có. Rồi dạo này còn đi diễn không em? Dạ. Còn nhìn chú này nha. Vậy dạo này do bác thi nên ít đi diễn lại đúng không? Rồi chào các bạn khán giả đi hết chưa? Chào tất cả mọi người nha. Bye bye.